chào cả nhà yêu ơi. Thì hôm nay mình đang ở chỗ làm. Bây giờ mới được ăn sáng rồi cả nhà. Hôm sáng thì bệnh nhân đông quá rồi. Bây giờ mình ngồi xuống được 15 phút mình ăn sáng. Muốn cái review cho mọi người xem nha. Sao cái cảnh ở chỗ làm mình nó đẹp như vậy đó cả nhà. Mình ra ngoài khu vườn ở sau ở bệnh viện mình đó. Mình ngồi mình ăn sáng cho cái không khí nó trong lành. Thì mình cũng có tốt cho sức khỏe hơn là ngồi ở trong nữa, mình thích vậy đó. Không fresh air, không khí mát mẻ. Bây giờ mình chuẩn bị mình ăn rồi mình review cho cả nhà xem nha. Hello cả nhà ơi, mời cả nhà ăn sáng với Tiên nha. Và sáng giờ làm mình mới có được ngồi nghỉ đi ăn sáng cả nhà, có 15 phút thôi. Thì mình muốn mình review cho cả nhà xem mình ăn cái gì nha. Bột yến mạch rồi với lại da ua không đường organic, hữu cơ cả nhà. Hạt hạnh nhân, hạt bí, hạt ốc chó và hạt trái red berry, trái dâu đỏ khô, rồi hạt chia, rồi trong đây có thêm đậu phộng nữa cả nhà. Giờ mời cả nhà ăn sáng với Tiên nha. Thì mình muốn chia sẻ cái thức ăn sáng rất là bổ dưỡng mà nó không có tăng cân, thì nó tốt cho mình. Tại cái tuổi Tiên cũng lớn rồi mà mình không có giữ gìn sức khỏe thì mình dễ lên cân, thì bệnh thì ai mà lo cho cha mẹ con cháu anh chị em mình, và lo cho bản thân mình đây. Cố gắng lên. Ăn sáng với Tiên nha cả nhà. Sáng đây mình chào ba mẹ anh chị mình và con cháu mình luôn nha. Cháu thì ba đứa cháu mình hoài thương, lại nhớ bé hoài, thì coi như là con của mình, con của chị hai mình, nhưng mình nhận làm con nuôi thì mình thương nó như là con ruột vậy đó, mình nó là con cháu. Cả nhà cùng ăn sáng với Tiên nha, ba mẹ anh chị anh ba chị hai, tất cả mọi người ăn sáng với Tiên cho vui. Cho mọi người thấy cái cảnh buổi sáng ở bên đây, chỗ khu vườn chỗ bệnh viện của mình đây, khu vườn sao cả nhà, nó có núi rất là đẹp, cái toàn cảnh của mình đây rất là đẹp. Mình đang tiếp tục nha cả nhà, mình quay lại. Bên đây Úc là mùa hè cho nên cũng hơi nóng. Nóng thì so với cái thời tiết bên Úc thì thực ra cũng 30 mấy độ, thì cũng thấy cũng rất sáng, cũng mát mẻ dễ chịu lắm. Trưa thì bắt đầu sau khoảng 2 giờ trưa thì cũng nóng cả nhà. Mình uống nước. Mất tiếng lão của mình rồi cả nhà. Làm việc phải đem theo cái tiếng này để mình làm máy tính rồi mình viết hồ sơ rồi đó, bệnh án cả nhà. Mình phải đem mất tiếng lão để mình đọc những cuốn sách về y khoa, là những cuốn sách về nói về cách ăn sao để mình không có bị mỡ trong máu, không bị đường, không bị huyết áp cao cả nhà, tốt cho tim mạch. Tiên đọc, Tiên thích đọc lắm. Chia sẻ với mọi người, mà thích thì đọc cuốn sách này rất là tốt. Sách này là cái Calorie Monster, The Australian.
cái bột yến mạch á, mình bỏ chung da ua nó dễ bị dính răng. nó dẻo quá tính không, khó ăn chút xíu nhưng mà nó tốt cho sức khỏe thì cố gắng ăn cả nhà ơi. Nói chung công việc bên y thì rất là cực, rất là bận rộn nhưng mà mình yêu nghề là mình làm được hả cả nhà ơi. Phải đeo khẩu trang nhưng mà tại vì mình ăn mình phải gỡ ra, cứ khoảng 3 tiếng là mình thay khẩu trang một lần nha cả nhà, mình mới đeo thôi. Dâu đỏ mà loại dâu rừng cả nhà, phơi khô ăn rất là tốt cho sức khỏe, tốt cho cái đường ruột, cái tốt về cho mình cái thận mình đó cả nhà, đường tiểu rất là tốt. Tại vì mình bên y thì mình nói chuyện rõ ràng là mọi người có gì thì thông cảm cho Tiên nha, rất là tốt. Thì ai mà lớn tuổi mà nhiều khi cái đường thận nó yếu á, hay bị đi bị tiểu đi á thì nên ăn cái loại này rất là tốt, nó gọi là red berry, dâu rừng đỏ phơi khô, nó thiên nhiên không có quá chất thì ăn rất là tốt cho sức khỏe. Đầu tiên thì mặc dù mình làm bên y nhưng mà mình không có thích uống thuốc tây nhiều, mình tìm những cái loại thiên nhiên trước, chừng nào mà không hết nữa mình mới uống thuốc tây. Cái đó mình thật sự mình nói, tại vì thuốc tây thì nó tốt để nó trị nhất thời nhưng mà nó như là con dao hai lưỡi ở cả nhà. Nhưng mà bệnh mình phải chịu uống thôi, nhưng mổ xẻ thì phải cần phải uống thuốc tây nó mới mau lành, chứ không nó bị nhiễm trùng thì sao. Cũng được cả nhà, nó không có đường, nó rất là lạc, nhưng mà mình muốn giảm cân thì mình phải cố gắng mình ăn, nó tốt cho cái bao tử mình cả nhà ơi. Mình ăn không hết, mình ăn được có 1/3 cả nhà. Lớn tuổi làm vậy sức ăn cũng kém dần rồi. Mình ăn ở đây cả nhà. Ăn xong rồi cái giỏ sách vẫn lúc nào trong giỏ sách mình, trong giỏ mình cũng có cái đem cái chai này ở trong được, mình ăn xong mình bỏ cái chai này vô ngăn này.
con lão mình vô. Cái này thì mình bỏ vô đây. Thì ăn trưa thì cả nhà ơi, mình chỉ ăn một trái táo, một trái đào long đó. Đào long là ngày xưa mà Tề Thiên ăn cả nhà. Và một trái chuối là bữa ăn trưa của mình đó. Sao ăn kỹ nhưng mà vẫn tròn trịa. Tại cái tuổi mình nó sau 47 tuổi thì hầu như là nó khó giảm cân lắm. Mình cũng rất là cẩn thận. Thì cho mình một cái chia sẻ, một cái bình luận và ủng hộ kênh mình nha. Follow kênh mình. Thank you. Bye bye. Hello. Bye bye. Mấy người nhân viên làm cho mình đó cả nhà.